Hello, chào các bạn. Thì hôm nay mình làm cái món là món mơ ngâm đường nha các bạn. Thì mời các bạn theo dõi nha. Rồi đây các bạn ơi, thì mơ mình sau khi mình đã mua về rửa sạch nè, thì mình có được cái những trái mơ như thế này các bạn. Đó. Đây, nhìn đã không? Rồi nè, chín vàng thơm lắm các bạn ơi. Đó. Bên này cũng vậy. Đó, hai rổ thì mình sẽ có hai cái rổ mơ như thế này các bạn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành làm nhé các bạn ơi. Rồi mời các bạn theo dõi nha. Đây các bạn, trước mặt mình là ba cái mơ các bạn, chia làm hai rổ như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, nhìn đã không? Đây. Đây các bạn. Đó, này là rổ, này là ký rưỡi, rổ này cũng ký rưỡi, còn ba ký hơn các bạn ơi. Đó rồi, đây là đường, mỗi bọc là 1 ký, này là 2 bọc nha, 2 bọc nữa là 3 bọc. Đó thì của mình gồm có muối đó, ít muối nha các bạn, rồi, một cái thẩu đó. Rồi bắt đầu mình làm thôi các bạn ơi. Rồi đây cái thẩu các bạn ơi, thẩu này là 7 kg nha, thẩu này là 7 kg lận đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái thẩu đó mình đổ vô nè, để chấm muối này qua đây đó. Đây mơ, đây cái rổ mơ này là ký rưỡi, này gần 2 kg chứ này nè bạn, mình hốt đổ vô nha. Này sau khi mình đã rửa sạch thì mình để ráo nha các bạn, chứ không phải là mình mua về mình lấy luôn đâu, phải rửa xong mình để ráo đó. Các bạn lưu ý là phải để ráo nha, đừng có để một miếng nước nào dính vô, miếng nước dính vô là nó sẽ không có ngon, nó sẽ bị dở đó, hư. Rồi mình cho vào nha, để mình cho vào nó đầy á, nó đầy một lớp, nó đầy một lớp đó. Mình sẽ cho đường vô nha các bạn, chứ không phải là cho vô một lần xong rồi thấy thôi. Một lớp như thế này nè, mình cho một lớp hơi như thế này, xong rồi mình sẽ cho một lớp đường nha các bạn. Đây đây, mình sẽ cho một lớp đường vô. Đường này là đường cát trắng các bạn ơi, các bạn có thể mua ở ngoài chợ nè, nó bán ký như thế này nè, hoặc là các bạn nào có thích thì mua trong siêu thị cũng được, đường nào cũng được hết á. Đó, mình cho vô lớp này. Tiếp tục mình sẽ cho mơ vào tiếp. Đây đây. Một lớp mơ, một lớp đường. Mình trước sau khi cho đường mình cho tí muối vô nha các bạn. Như vậy thôi, nửa muỗng cà phê thôi nha các bạn. Rất đều nha. Đó, để cho bạn hỏi tại sao cho muối đúng không? Thì mình sẽ giải thích là cho muối vô cho trái mơ nó dai các bạn. Ngâm á, nó được dai, cái nó không bị bể ra các bạn ơi. Nhiều người á, nhiều bạn mà ngâm mơ nó sẽ bị bể ra nha bạn, nó bị nát á, bạn không biết đâu, nó bị nát á, không có muối là nó nát các bạn ơi. Đó. Đó rồi. Đây lớp tiếp theo nha các bạn, mình sẽ cho thêm lớp đường vô, ớt 1 tí các bạn. Xuống bến này, mình thấy lượng đều không, nó đều cho nên nè, nó ngập ngập mơ luôn. Mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối nha,
tương gần một muỗng á. Và tiếp theo mình cho mơ tiếp tục các bạn. Mơ này xong mình về mình rửa sạch để ráo bóc cái đầu này, cái đầu cũ mình phải bóc ra nha các bạn, bóc sạch ra đó, chỉ để có cái đầu cũ mình không, nó không ngon, nhìn nó không đẹp các bạn. Đó, rồi đó là mình tiếp tục mình cho đường các bạn. Đó, hết 2 kg đường ha. Đó, đó các bạn. Rồi cái số mình sẽ cho muối vô nha các bạn, đây như muối này. Rồi tiếp tục. Rồi đó, mình sẽ cho như thế này thôi, thôi được vài trái nữa thôi các bạn, tại thỏi nó đầy mất à, 7 kg như sao kỳ đó ha, 7 kg đầy của ta. Rồi đồng mình cho tiếp theo cái đường này vô. Cái thứ ba các bạn đặt nó chai vô nha. Rồi rồi như vậy là xong các bạn ơi, mình cho tí muối nữa nha, để mình cho mấy muỗng muối xíu thôi, rồi mình cho xíu trên cho nó thấm với muối với đường các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đậy nắp lại các bạn, như thế này thôi nha các bạn. Đó rồi xong đó, giờ là mình đã có một cái thổ mơ ngâm như thế này, ngâm được đó, đó các bạn. Thì cũng khá đơn giản thôi, các bước làm khá đơn giản các bạn, bạn thấy dễ làm không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái thổ mơ của mình đã làm một năm trước đây nha các bạn. Đó, mình làm một năm trước, tại vì mơ và nó có một năm, nó chỉ có một mùa thôi, rơi vào tháng 3 này nè các bạn, tháng 2, tháng 3 này, nay hôm nay sớm mùa nè các bạn. Đó bây giờ thị trường bắt đầu đang có đó các bạn. Đó. Đó, mình mới mua sáng nay nè, rất là rẻ các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mơ của mình nha. Rồi. Đây các bạn ơi, mơ này là sau khi ngâm xong thành phẩm nó sẽ như thế này các bạn. Đó. Trái của nó này. Đó. Ngâm là nó teo lại các bạn ơi, có trái nó teo nhìn hấp dẫn không các bạn. Đó, nước cái nước này rất là dẻo nha các bạn. Mình ngâm cái đó theo tỷ lệ này, 1:1 là nước nó dẻo này, đó. Đó. Nước nó dẻo, rất là dẻo. Cái này cái màu nước nó rất là đẹp các bạn. Đó. À, thấy màu nước nó không? Rất là tuyệt vời, rất dẻo luôn, rất dẻo đó các bạn. Đây là toàn bộ nè đó các bạn, nhìn kích thích không, quá hấp dẫn luôn. Cái trái này ăn đã lắm, chua chua ngọt ngọt là đúng ghiền luôn các bạn ơi. Đó các bạn nhìn ha, quá trời đã luôn. Quá nhiều luôn nè. Đó. Ừ, đã mắt chưa? Nước dẻo. Đó. Đó là cái thành phẩm của mình. Rồi, đây các bạn ơi, bây giờ bắt đầu mình pha nước mơ nha các bạn. Thì mơ đây là mơ, cái chén mơ của mình đây là thành phẩm nha. Giờ bắt đầu mình sẽ pha cho các bạn một ly nước mơ để mời các bạn thưởng thức nha. Rồi, để mình làm này là ly đá mình chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Đó. Giờ mình sẽ múc nước mơ này qua nè. Đó. 1 muỗng. 2 muỗng.
3 muỗng nè, 4 muỗng, cho 5 muỗng đi. Đó, nhìn nhiều cho đậm đà. 5 muỗng nè, cho 5, 6 quả gì đó đi. Đó, 2, 4, 6 quả nha. Rồi mời. Rồi các bạn, xong mình em cái này là muối nha các bạn, mình chỉ cho ít muối vô cho nó ngon. Đó, nhiều muối vậy thôi, ít xíu vậy thôi. Đó, nên cho nó mặn cho nó ngon, tại vì bản chất mơ đó là nó đã chua rồi các bạn, nó chua rồi mà nó ngọt nữa, thì có đường nó ngọt nữa thì mình cho tí muối vô nữa thì nó mặn mặn nó ngon. Rồi đây là nước lọc chuẩn bị sẵn rồi, cho vô. Đó, một ly đầy các bạn ơi, quậy lên nữa các bạn. Này uống đá bào cũng được mà đá viên cũng được các bạn. Này cho mình cho ít đá nè, nó thêm muỗng nữa nha các bạn, cho thêm muỗng nữa cho nó ngon nè. Đó, rồi bắt đầu mình quậy lên các bạn. Đó, thì mình sẽ có một ly nước như thế này. Rồi đây các bạn ơi, thì đó, sau khi mình đã chế biến thì có ra thành phẩm một cái ly nước mơ như thế này. Đó, các bạn nhìn xem nó có hấp dẫn không. Đó các bạn, đó, có những trái mơ, trái mơ nó nằm dưới nè. Đó, rất là ngon, nhìn màu đẹp không các bạn. Cái mơ này thì mình uống giải khát vào mùa hè các bạn ơi, thì hè cũng sắp đến rồi, giờ hiện tại cũng mùa nóng rồi các bạn ơi, uống này nó mát lắm, giải nhiệt nữa. Rồi các bạn ơi, thì hiện tại mình đã có một ly nước giải khát mùa hè rất là đã nè, nước mơ được chế biến do chính tay mình làm các bạn. Các bạn nhìn thấy đã không? Thì ở dưới nè có trái mơ này đó. Rồi thôi, mời mọi người nha, để thử thứ hương vị của nó như thế nào. Ngon quá các bạn ơi, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, quá đã. Mời mọi người nha. Thì nước mơ này nè, nó rất là dễ làm, công thức nó đơn giản các bạn ơi, mình hướng dẫn các bạn rồi đó. Thì các bạn thấy hay thì thú vị thì cũng nên làm đi, mình nên làm cho mình một cái bình mơ như thế này để mình uống giải khát mùa hè các bạn. Trưa đi nắng về thì mình làm một ly, mình mát gì mình uống ngon lắm. Tối cũng nhiệt, tối uống cũng ngon lắm các bạn. Đây, mình thử cái trái của nó thử nha. Trái các bạn, mời các bạn nha. Ngon rồi, cái chua ngọt. Ngon, ăn nó vỏ mà ngọt, chua vô ngọt, đã lắm. Hôm nay buổi tối ngoài uống mấy ly này cũng mát các bạn, ngồi nói chuyện nha, bạn bè rồi tâm sự rồi nói uống ly này cho nó mát. Mùa này nắng nóng quá mà, dịch nữa các bạn, cái này nhiều vitamin C đó các bạn, thì uống được miễn dịch tới mùa này các bạn, tăng sức đề kháng, quá đã. Rồi thì nãy giờ mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn làm cái mơ, nước mơ, cách ngâm và như thế nào. Rồi thì bây giờ mời các bạn nha. Thì mình xin phép các bạn kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem thấy hay thú vị hãy ấn like, chia sẻ và ấn nút đăng ký nha các bạn, để ủng hộ cho mình ha, để mình làm hay những cái món khác nha các bạn. Rồi bây giờ thì
xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Bye bye.